qua hai con á. Nè, vô vô được rồi. Má cũng chuẩn bị lo cho hai con á. Chuẩn bị cho sửa sẵn cho hai con. Còn cái vấn đề đi là để cho Bi My. Đây là có cái kiểu men đi là bác cũng lên cho nó một thời thì cũng không có hai con á. Thì không, cái kiểu này là kiểu máu đó. Không để mẹ ta lo hả? Con lên giường con kéo nó lại luôn. Rồi, được. Kéo sợi dây kia nó cho nó chạy vô một chút. Rồi, được. Mong tập nắng không nè. Đây là cái phần con lợn đó. Đây là cái men thiếu đồ máu của con này. Rồi, được, được. Con lai. Con mà. Nó cũng lấy con học hành, nó cũng ăn chay con không kẹt. Rồi. Đi tí cho mày hai cháu. Lỗi gì cô bố và bà không biết. Bà bà cũng chịu chơi. Giờ để lo cho Trang Huy cho em, cho để Trang Huy cho em đòi hỏi quá. Đúng rồi, đi em mình nằm hồn không thương không biết ngọt. Đi là cái đi là vô để mà bắt con à. Ở đây có nước nóng, có nước lạnh, muốn tắm nước đẹp đầy đủ hết, nhưng chẳng. Sẽ được như mẹ chưa? Tiếp tục lên ba. Nhưng mà nhìn nó đi lại để tay ta. Nhưng mà nó đi lên trước em tắt nhẹo bên sau vô mà cứ chờ lên có thấy mà. Lên cho đẩy vào đi nè. Dạ chăng quý em coi. À, quay cho vợ chồng Di Dưỡng nó với lại Nguyên hay ngồi thấy cậu Thạnh đi lên cầu thang mới ra. Chị lại chém mấy cháu, anh chị chèm mấy cháu. Chèm anh chị mấy cháu em lên mê ba. Nó cũng không được.